Chào mừng các bạn đến kênh Trọng DH. Hôm nay mình làm món gà kho gừng. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị thịt gà và gừng cắt nhuyễn, gừng sợi cắt sợi như thế này. Và bây giờ mình cùng làm nha. Gà thì mình đã chặt sẵn từng cục nhỏ rồi và rửa sạch rồi. Thì bây giờ mình cùng bắt lên chảo mình làm nha. Rồi tiếp theo thì bây giờ mình bắt cái chảo lên ha. Bắt chảo lên chờ cho dầu nóng. Chờ cho chảo nóng rồi mình bỏ dầu vô. Mình cho một ít dầu vô. Này thì mình làm món gà kho gừng. Chảo nóng này mình thắng nước màu nha, cho một ít đường đi làm thắng nước màu. Chờ cho đường tan và ngả màu, cái này giống như mình thắng caramel vậy đó. Bây giờ thì đường của mình là chuẩn bị chuyển sang là khi mà nó sôi bọt lên nó mỏng hơi vàng thì mình cho tỏi vào. Hơi ngã màu vàng mình cho tỏi vào đấy. Ngã màu vàng cũng nhán đó. Rồi bây giờ mình cho gà vô đi. Khi gà đảo đều lên là thấm với cái nước màu mình vừa thấm nhé. Đảo đều lên xong mình cho gừng vô. Chờ thịt gà sắp săn lại. Khi thịt gà săn lại thì mình cho nước mắm vô. Rồi gà gà của mình đã săn thì mình cho nước mắm vô. Rồi gà gà. Thank you.
đảo đều lên, dặn lửa nhỏ thôi cho nước mắm thấm thịt gà cho gia vị nó thấm. Khi mà ấy rồi xong gia vị mình nó tan hết rồi mình nêm nếm lại cho vừa ăn, chờ cho cái này nó kẹo lại nữa mà xong. Đơn giản lắm cả nhà. Sôi lên cho nó thấm vô là rồi nó là chín. Nãy lúc đầu là mình có thắng một ít nước màu á, cho nên cái miếng thịt gà của mình nó có cái màu đẹp á. Thấm nha cả nhà, thấm nó kẹo cái nước lại. Rồi bây giờ thì gà của mình đã chín rồi, mà nước nó kẹo lại rồi. Bây giờ mình tắt bếp, mình rất là dễ nha cả nhà, màu vàng rất là đẹp. Đây là món gà kho gừng. Cái cọng gừng của mình nó teo lại, nó teo lại nó đặn chìm dưới đáy nồi hết trơn. Nước nó teo lại như thế này. Rồi bây giờ mình tắt bếp nha. Cho nó dễ. Những cục gà vàng óng ánh, đẹp lắm. Hương thơm mùi gừng. Cái này là mình mua ức gà đó cả nhà. Đây là món gà kho gừng của mình đã thành phẩm, nên mời cả nhà cùng thưởng thức và làm theo nhé. Nếu các bạn xem video thấy hay thì các bạn cùng like và chia sẻ giúp mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào các clip sau nhé.